Lan Thanh Mai 98 xin kính chào tất cả các bác yêu mến hoa lan ạ. Hôm buổi sáng nay tiếp tục lên chia sẻ những dòng hoa lan rừng đã thuần các bác sưu tầm nhá, hàng đang nụ Đai Châu nữa. Trà ngon trà sạch chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên nhà em làm. Cô chú bác anh chị mà là những người đang uống trà ấy thì mai mời các bác ghé uống trà bên nhà em. Trà nhà em trà sạch chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên ngon nha, cực kỳ ngon. Sẽ có giá từ 250k 1kg trở lên. Đấy, trở lên con nha. Trở lên có nghĩa là các bác dừng ở con số nào thì mai sẽ gửi cho bác cái giá đó nha, cho đến những dòng trà đinh đôi triệu các bác nhé. Các bác mua hàng gọi trực tiếp vào số 0372 094 157 cả nhà nhé. Em lên cái cây châu này trước cho các bác chọn này. Đây, cái cây châu này là cây châu Thái nhiều màu các bác nhé. Đấy, cây nó như thế này. Năm rồi cho hoa rồi các bác nhé. Năm rồi cho hoa rồi em chia sẻ là 170k một cây dòng lá mít xếp. 170k một cây dòng lá mít xếp các bác nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, nó như thế này các bác nhé, y chang như thế này. Như thế này hết. Đấy, đẹp như thế này. Đấy, lá thì đây. 1, 2, 3, 4. 4 năm lá đây các bác nhé. Đây, như thế này. 170k cây to đấy, không bé đâu các bác này. Đấy, hết cái vạ bờ vai em luôn này. Qua luôn này. Một bên lá của nó được vào 20 cm, một bên lá là 20 cm các bác nhá. Đấy, bác tưởng tượng cây nhá. 20 cm mà nó lại là dòng lá mít xếp nhá. Rồi em lên dáng hương cho các bác này. Trời ơi, không chịu được cả nhà. Thơm, thơm ngọt ngào các bác nhá. Bác nào mà chưa có cái hoa lan này là phải sưu tầm, mà sưu tầm nhiều hơn thế nữa. Nó là dáng hương tam bảo sắc hay còn gọi là quế tháng tư các bác nhá. Thơm xuất sắc, mặt hoa cực kỳ đẹp các bác nhá. Nó phải gọi là cái dòng hoa thơm nhất trong những dòng hoa đơn thân thì các bác ạ. Thơm ngọt ngào quyến rũ các bác nhá. Thơm lắm. Đây ạ, giỏ này hôm nay chia sẻ là 250 các bác nhá. 250 thôi các bác nhá. Đây, cái mặt hoa này. Em toàn bộ là chưa có phí ship các bác nhá. Bác lên cho em giỏ số 1 nhá. Rồi em lên giỏ số 2 này. Ôi giời ơi, thân tím bầm các bác này. Đẹp không cả nhà này. Cái này thì nụ ngắn các bác nhá. Đây, nó sẽ cho hoa sau. Đấy, nụ này thì cho hoa sau các bác nhá. 2 4 5 ngọn các bác nhá, 5 ngọn đẹp. 208 các bác nhá, ở số 2 là 208. Đẹp không các bác này? Giỏ số 2 là 208 nhá. Này. Ui đẹp không này? Này 7 ngọn các bác nhá, nụ ngắn. Rồi này em lên là 300 các bác nhá, 300. Quế trắng cho các bác sưu tầm nhá, giống lên châu. Đây. Quế trắng chậu số 1. 3 ngọn này. Các bác lên xem là 200 nhá, quế trắng. Khi mới nở hoa xanh cốm sau chuyển trắng tinh. Số 2 các bác này, 150. Số 3 nhá, cái này một thân này 120. Số 4 này, số 4 mít rụt này. Đấy, 120 luôn các bác nhá, 2 ngọn. 5 này, số 5 2 ngọn đẹp này. Số 5 150 các bác nhá. Rừng nhá. Nhạn rừng đây. Rừng này em làm gãy hoa này. Đây để các bác là 400 nhá, chậu số 1. Đẹp không? Số 2 để các bác cũng 400 nhá, 400. Rồi, các chậu nhạn vai nhá. Hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Vàng lưỡi trắng. Chậu này hai ngọn đẹp này. Đấy, rễ nó đang đâm ra nhiều lắm các bác này. Đây ạ. Một nụ thôi các bác nhá, một nụ. Chậu này em chia sẻ giá là 400 các bác nhá, 400. Hai thân đẹp. 400 các bác nhá. Cái này là nhạn va hoa vàng lưỡi trắng. Vẫn là nhạn va nhá. Chậu này hai nụ, hai nụ. Đấy, về các bác thưởng thức mặt hoa của em nó nhá. Hoa của nó tính ra là tầm này thì vào là một tháng nữa là nó sổ hoa. Thì tháng mấy các bác nhỉ? Một tháng nữa nhá. Đây ạ. Chậu này em chia sẻ giá là 650 nhá. Chậu 3 ngọn 650. Em đầu tiên em lên chậu Đai Châu rừng này. Đấy, vẫn còn một chậu rất là đẹp. Qua lên một chậu cho các bác rồi không ạ? Đây, lá đang lên rất là đẹp này. Đấy, rễ cũng đang phun này. Đấy, đẹp lắm các bác ạ, chậu này nhá. Châu rừng các bác nha. Cái này là châu rừng. Có cả châu Thái các bác chờ một xíu. Hai cây đẹp không? Bên trong nó là cái củ gỗ nhá, em đặt vào chậu. Đó, đẹp lắm. Chậu châu rừng này bác nào lấy em để là 408 nhá. 408. Chậu các bác lên cho em là A1. A1 408. Em sang A2 các bác nhá. A2 là châu Thái các bác nhá. Đấy. Cây này là cây đỏ đốm.
A2 cô chú ba anh chị lên giúp em là 280k con nhá, 280k. Đấy, cọng cây rất to. Hàng thuần rồi các bác về sẵn treo không nhá, treo chơi thôi. A3 này cũng là châu Thái có nhá, hoa đỏ. Cái này em bôi vôi đấy, nó khô rồi các bác ạ, bôi lâu rồi. Đấy, châu Thái đây này. Dễ đẹp không các bác này, nó lại cứ phun ra nhiều lắm đây. Đấy, cái chậu châu Thái này rất to, nhưng trồng trong cái chậu gỗ đẹp lắm các bác này. Cực đẹp luôn, cây to lắm các bác nhá. Đây này, nó sang hết cái người em thì các bác có thể tưởng tượng được cái cây nó to cỡ nào nhá. Đấy, cái này có một con này, một con thân dừa. Các bác muốn con nữa ở trên này nữa cho đỡ trống thì cũng được nhá. Không thì nay mai cây này nó to thì nó sẽ che. Đẹp lắm, thân dừa đẹp lắm. Đây, chậu này em chia sẻ giá là để giá yêu thương các nhà 750k. 750k các nhá, chậu đây. Không nha, chậu gỗ này thì chơi cả đời luôn. Cô chú bác anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoàng Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157 nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại.